Xin chào tất cả các bạn sinh viên. Như vậy là một năm học mới sắp bắt đầu rồi và chắc chắn là bây giờ sẽ có rất là nhiều bạn chúng ta đang sửa soạn để chuẩn bị lên thành phố thuê trọ trong những năm tháng mà chúng ta học đại học. Và khi mà ở trọ thì một chiếc tủ lạnh sẽ là một vật dụng không thể thiếu để cho chúng ta có thể lưu trữ thịt cá, nè, rau củ, trứng sữa để nấu ăn. Và chính vì vậy mà trong ngày hôm nay, Cẩm Tú sẽ chia sẻ cùng với các bạn cách để chúng ta chọn được một chiếc tủ lạnh phù hợp với các bạn sinh viên với tiêu chí là rẻ, nè, gọn nhẹ và tiết kiệm điện nữa. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thôi. Với các bạn sinh viên thì thường là chúng ta phải ở trọ. Như vậy thì phòng trọ thường là có diện tích rất là nhỏ hẹp. Chính vì vậy mà khi chọn tủ lạnh, tiêu chí đầu tiên các bạn cũng nên chọn một chiếc tủ lạnh có kích thước nhỏ gọn thôi. Bởi vì như vậy thì nó vừa đỡ chiếm diện tích không gian phòng mình nè, lại còn vừa dễ dàng để chúng ta di chuyển khi mà chuyển trọ. Ví dụ như mà các bạn chọn một chiếc tủ lạnh to như thế này á, có khi là không có chỗ để mà chúng ta ngủ luôn. Và đặc biệt khi mà di chuyển á, sẽ rất là mệt luôn á. Còn về dung tích thì Cẩm Tú nghĩ là các bạn cũng nên chọn một chiếc tủ lạnh có dung tích nhỏ thôi, tầm khoảng 150 lít như thế này là vừa rồi. Bởi vì là thực tế thì các bạn sinh viên á, sử dụng không có nhiều như khi mà chúng ta sử dụng cùng với gia đình của mình. Đáp ứng tiêu chí này thì những chiếc tủ lạnh mini hay là những chiếc tủ lạnh hai cửa dung tích nhỏ như thế này thì là hợp lý nhất. Bởi vì là nó vừa nhỏ gọn nè, còn không gian tủ thì cũng đủ để cho chúng ta lưu trữ thực phẩm sử dụng trong nhiều ngày. Tại Điện Máy Xanh thì bạn có thể tham khảo các mẫu tủ lạnh mini như là tủ lạnh Pico 90 lít RS9050P giá là 2 triệu 890 ngàn đồng. Tủ lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA cũng là 2 triệu 890 ngàn đồng luôn. Hay là tủ lạnh Aqua 50 lít AQR55AR giá rẻ hơn chỉ có 2 triệu 590 ngàn đồng mà thôi. Hoặc là nếu như mà muốn tủ lạnh hai cửa có ngăn đông riêng thì các bạn có thể thêm một ít tiền để chọn mẫu tủ lạnh Panasonic Inverter 152 lít NRBA178PSV1 này đây. Mẫu này thì có giá là 5 triệu 590 ngàn đồng. Các mẫu tủ lạnh kể trên thì đều có kiểu dáng gọn gàng và tiết kiệm diện tích cho nên là rất là phù hợp cho các bạn sinh viên. Ngoài việc là thích mua những chiếc tủ lạnh nhỏ gọn thì đa số các bạn sinh viên còn thích mua những chiếc tủ lạnh giá rẻ nữa. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là đầu năm học á, thì chúng ta có rất nhiều khoản tiền phải lo nè. Nào là tiền chi phí học tập nè, tiền xe cộ, sắm sửa quần áo mới hay là mua laptop mới nữa, vân vân, rất là nhiều. Chính vì vậy mà ưu tiên một chiếc tủ lạnh giá rẻ cũng là điều mà các bạn sinh viên hay lựa chọn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là chúng ta nên tìm hiểu kỹ về thương hiệu của sản phẩm cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tránh mua những cái sản phẩm quá cũ hay là không rõ nguồn gốc xuất xứ nha. Bởi vì sao các bạn biết không? Vì các loại tủ này thì thường rất là dễ bị hỏng, động cơ hay là máy nén đều khá cũ cho nên là rất hao điện. Mua các loại tủ này á, nhiều khi chúng ta đem sửa còn tốn tiền hơn nữa. Chính vì vậy mà các bạn nên chọn những cái sản phẩm chính hãng có bảo hành để an tâm sử dụng nha. Tại Điện Máy Xanh thì có rất nhiều những cái sản phẩm từ khoảng 5 triệu đồng trở xuống thôi, đến từ những thương hiệu nổi tiếng như là Aqua nè, Beko, Sharp hay là Electrolux để cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể vào ngay website dienmayxanh.com, sau đó là vào một tủ lạnh, chọn giá tiền dưới 5 triệu là sẽ có ngay nhiều mẫu tủ lạnh chính hãng giá rẻ để cho các bạn thoải mái lựa chọn. Với mức giá là từ 3 cho tới 5 triệu đồng thì nếu như mà một bạn mua có lẽ là hơi cao đúng không nào? Nhưng mà ở trọ thường thì chúng ta ở 2 đến 3 bạn một phòng. Vậy thì chia ra mỗi bạn chỉ tốn khoảng hơn 1 triệu đồng là chúng ta đã có thể mua được một chiếc tủ lạnh xịn để dùng, cũng rất là tiện đúng không nào? Ngoài ra thì các bạn nhớ là chúng ta nên chọn những chiếc tủ lạnh có công nghệ inverter để tiết kiệm điện năng. Chứ nếu như mà xài những cái tủ lạnh mà hao điện quá, cuối tháng trả tiền điện chắc là chúng ta cũng phải chóng mặt luôn á. Các loại tủ lạnh inverter có thế mạnh là tiết kiệm điện từ 30 cho đến 50% lượng điện tiêu thụ. Đồng thời tủ lạnh inverter cũng không gây đóng tuyết trong ngăn đông hay là ngăn mát nên sẽ bảo quản thực phẩm tốt hơn và giúp cho chúng ta không cần tiêu tốn nhiều thời gian để vệ sinh tủ nữa. Nhiều bạn lo lắng là những chiếc tủ lạnh inverter thì sẽ đắt tiền đúng không nào? Nhưng mà các bạn đừng quá lo lắng nha. Tại vì ở Điện Máy Xanh thì có rất nhiều những cái dòng sản phẩm tủ lạnh có công nghệ inverter nhưng mà giá cũng rất là dễ chịu. Chỉ khoảng 5 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể mua được một chiếc tủ lạnh inverter ngon lành như thế này rồi. Điển hình như là chiếc tủ lạnh Sharp Inverter 165 lít SG-X176ESL giá chỉ có là 4 triệu 990 ngàn đồng mà thôi. Hoặc là các bạn cũng có thể chọn mẫu tủ lạnh Panasonic Inverter 152 lít NRBA178PSV1 cũng có giá chỉ 5 triệu 590 ngàn đồng. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua các tiêu chí khi chọn mua tủ lạnh dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị nhập học. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những lưu ý Cẩm Tú vừa nêu nha.
nên chọn tủ lạnh có kích thước nhỏ gọn, dung tích nhỏ, tầm 150 lít trở lại. Nên chọn những dòng tủ lạnh giá rẻ, nhưng phải là những loại tủ lạnh chính hãng, xuất xứ rõ ràng và có bảo hành. Và cuối cùng là nên chọn các loại tủ lạnh có công nghệ inverter để tiết kiệm điện hơn. Ngoài những chiếc tủ lạnh mà Cẩm Tú vừa chia sẻ với các bạn trong video trên, thì tại Điện Máy Xanh còn có rất nhiều những sản phẩm tủ lạnh kiểu dáng gọn nhẹ, đẹp mắt, tiết kiệm điện và đặc biệt là giá cả phải chăng. Các bạn có thể gọi đến số hotline miễn phí 1800 1061 để được tư vấn, hay là truy cập vào website www.điệnmayxanh.com để tham khảo nha. Và một cách nữa là các bạn có thể đến với siêu thị Điện Máy Xanh nơi gần nhất để được tư vấn trực tiếp và chọn được sản phẩm ưng ý. Và các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh để theo dõi thông tin về các sản phẩm khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.